Phi luật Tân thắt chặt an ninh cho APEC sau vụ tấn công khủng bố Paris. Phi luật Tân ngày 14 tháng 11 tuyên bố sẽ siết chặt an ninh cho hội nghị thượng đỉnh APEC sau một loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris, Pháp đêm ngày 13 tháng 11 vừa qua, khiến hơn 120 người thiệt mạng. Thứ trưởng ngoại giao Phi luật Tân Laura Del Rosario, kiêm ủy viên ban tổ chức APEC đã phát biểu như vậy khi được hỏi về công tác an ninh cho APEC sau loạt tấn công khủng bố tại Pháp ngày hôm qua. Bà Del Rosario nhấn mạnh rằng an ninh sẽ được siết chặt Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân Charles Jose cũng cho biết các nhân viên an ninh sẽ kiểm soát chặt tình hình và sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo đảm an ninh cho các đại biểu tham dự hội nghị APEC. Các nhà chức trách Phi Luật Tân đã hoãn hơn 1.000 chuyến bay và triển khai 18.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh APEC. Bàn tổ chức sự kiện APEC của Phi Luật Tân cho hay, Hội nghị thượng đến APEC, nơi tùy tụ các nguyên thủ quốc gia bao gồm Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo đến từ các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Canada và 15 quốc gia thuộc khối APEC sẽ diễn ra tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân vào ngày 18 đến ngày 19 tháng 11. Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng cấp Indonesia Joko Widodo sẽ không tham dự hội nghị lần này. Phi Luật Tân cũng được biết đến với lịch sử các cuộc khủng bố đẫm máu do các phiến quân Hồi giáo cực đoan tổ chức các phiến quân cực đoan hiện đang hoạt động ở miền nam nước này, cách thủ đô Manila khoảng 1.000 km.